Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 853 về việc điều chỉnh phân công thành viên chính phủ, chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Quyết định số 853 của Chính phủ nhằm điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm việc với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được phân công làm việc với tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Long An sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đảm trách. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công làm việc với thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được phân công làm việc với tỉnh Thái Nguyên và Hà Tĩnh. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được phân công làm việc với tỉnh Hưng Yên, thành phố Đà Nẵng. Về thời gian thực hiện các nhiệm vụ, quyết định nêu rõ, các thành viên chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch công tác để tiếp tục đôn đốc làm việc với các địa phương hàng tháng, trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kết quả làm việc. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo báo cáo của Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đa dạng sinh học biển nói chung, nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển và vùng nội địa đang bị suy giảm nhanh chóng. Tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản vẫn còn tồn tại. Tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp vẫn diễn ra. Nguồn nhân lực về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn yếu và thiếu. Vì thế, theo ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khi lập quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải phù hợp với tiềm năng nguồn lợi thủy sản bền vững, hiệu quả, gắn với trách nhiệm và lợi ích cộng đồng, cấm các loại nghề, ngư cụ khai thác gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm đón nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng như cà phê, rau quả, cao su, hạt điều đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là điểm sáng trong bối cảnh xuất khẩu đầy ảm đạm của kinh tế trong nước và toàn cầu. Xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm kỳ vọng gam màu sáng sẽ là nội dung của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ đô la Mỹ, gần bằng 82% của cả năm 2022. Riêng tháng 6, xuất khẩu rau quả đạt 1 tỷ đô la Mỹ, con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hơn 30 năm mặt hàng này tham gia xuất khẩu. Thưa quý vị, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam bắt đầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ từ năm 2013 và liên tục nhiều năm gần đây vượt mức 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hiện nay, rau quả đang là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong lĩnh vực nông sản. Với kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ cho cả năm và thậm chí xác lập kỷ lục mới cho ngành hàng này. Thị trường nông sản ghi nhận nhiều gam màu sáng khi các doanh nghiệp ngành này đang phải tăng tốc chế biến để bảo đảm đơn hàng xuất khẩu. Với mặt hàng rau quả, dự kiến đến cuối năm có thể đạt kỷ lục nếu duy trì đà tăng trưởng như hiện nay. Chúng tôi thì cũng đã có tổ chức gọi là xúc tiến cũng như là đa dạng hóa các cái sản phẩm tới các cái thị trường thì có thể nói là được cái sự đón nhận rất là tốt. Tốc độ mà chúng tôi đánh giá trong 6 tháng đầu năm vừa rồi tăng trưởng 150% so với cùng kỳ. Hiện giờ thì có những cái đơn hàng mà chúng tôi không dám nhận bởi vì nó đã phun với cái công suất. Phun công suất mà chúng tôi cũng đang tập trung là hoàn thiện để sản xuất đủ cung cấp cho các cái đơn hàng đã ký. Khả năng năm nay con số 5 tỷ là con số nằm trong tầm tay. Trong cái kim ngạch năm nay nó bùng nổ là nhờ thị trường Trung Quốc. Kim ngạch đóng góp nhiều nhất là cái sầu riêng. Thì con số kim ngạch sầu riêng năm nay sẽ vượt con số 1 tỷ, khả năng là 1,5 tỷ. Dù đạt kết quả tích cực, tuy nhiên nhiều mặt hàng nông sản vẫn bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu do thiếu cây giống chất lượng, khiến nhiều loại rau củ quả yếu thế trước sự cạnh tranh của các nước xuất khẩu khác. Những bài toán về giống thì đúng là một cái mà chúng tôi cũng đã trăn trở rất là lâu. Ví dụ như cái câu chuyện mà khi xuất khẩu cà rốt
của Hải Dương sang thị trường Hàn Quốc về mặt giá của người mua. Bao giờ cái lợi thế cạnh tranh của giá cà rốt Việt Nam cũng hơi kém. Do vấn đề là gì? Củ cà rốt của ví dụ của Trung Quốc xuất sang thì cái mẫu mã, cái chất lượng của họ thì nó có một cái mà nó phù hợp hơn so với cái dây chuyền chế biến của phía Hàn Quốc, tức là nó độ đồng đều từ trên xuống dưới. Nhưng mà cà rốt của Việt Nam thì nó lại chưa được đáp ứng cái điều đó. Do đó thì chúng tôi cũng đã có những kiến nghị là sẽ phải tìm hiểu thêm về cái giống để làm sao đấy, một là nó phù hợp với cái thổ nhưỡng của địa phương, nhưng hai nó phải đáp ứng được với nhu cầu của khách hàng. Sai một cái thì công sức của mình bao nhiêu năm là đổ bỏ, và như vậy thì không thể sống nổi với cái việc sai này. Do đó là còn phải có một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Từ đây chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa cái việc hoàn thiện các cái tiêu chuẩn Việt Nam cũng như là cái quy chuẩn kỹ thuật. Thì đây là một cái công cụ để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước là đưa ra được các cái quyết định lưu hành giống cây trồng mới cũng như là gia hạn lại các cái giống cây trồng theo quy định của pháp luật. Tập trung tăng tốc xuất khẩu các mặt hàng chủ lực là giải pháp quan trọng để năm 2023 có thể cán đích mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản 55 tỷ đô la Mỹ. Từ nay tới cuối năm, nông sản Việt còn rất nhiều dư địa để xuất khẩu. Dự báo trong quý 3 và 4 tới sẽ có gần 7,6 triệu tấn các loại trái cây chính cần tiêu thụ như xoài, thanh long, dứa, vải, nhãn, sầu riêng. Như vậy có thể thấy, nguồn cung trái cây sẽ rất dồi dào, đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới. Dự báo xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng trưởng cao trong những tháng tới do sản lượng rau quả trong nước và nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới đều tăng. Chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện và phát triển giống cây trồng sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng, đồng thời nâng cao giá thành, từ đó khẳng định thương hiệu nông sản Việt. Để bảo đảm chất lượng thi công dự án bảo vệ bờ kè trên hệ thống sông Sài Gòn, tới đây những đơn vị nhà thầu yếu kém sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 7 và tháng 8 sẽ chấm dứt hợp đồng đối với những nhà thầu yếu kém làm chậm tiến độ công trình xây kè chống sạt lở tại kênh Thanh Đa thuộc hệ thống sông Sài Gòn. Hiện ba dự án chống sạt lở ở bán đảo Thanh Đa có chiều dài khoảng 9,5 km. Trong đó, đoạn 2 từ ngã ba sông Sài Gòn, thượng lưu kênh Thanh Đa đến xưởng cơ khí Tiền Phong và đoạn 4 từ ngã ba Rạch Chùa đến ngã ba sông Sài Gòn, tiến độ thi công còn chậm trễ dù chủ đầu tư đã đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở. Nhiều vị trí đã được giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa thi công. Các đoạn này đều ở khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng tài sản và tính mạng người dân. Hôm nay ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ tra cứu điểm thi.thitotnghiep.thpt.edu.vn. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh cần sớm đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có thể nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu. Thời gian để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển năm nay chỉ có 20 ngày, trong khi năm ngoái là 1 tháng. Dự kiến đến ngày 22 tháng 8, các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.